rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thừa nhận đã dùng cyano đầu độc chồng và ba cháu ruột trong nhiều tháng qua. Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận xã hội. Trong vòng 8 tháng, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, 5 người thân trong gia đình anh NHBT, 18 tuổi ở Đồng Nai, lần lượt tử vong bất thường với cùng một số triệu chứng như ngưng tim, rối loạn nhịp tim, nôn ói, nhức đầu, chóng mặt. Trong đó có cháu NHM, 14 tuổi, con ruột của Bích, tử vong cuối tháng 3 năm 2024. Anh T bị ngộ độc cyanua sau khi được bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu tích cực, đã ngưng thở máy, tỉnh táo, nhận biết được người thân nhưng sức khỏe yếu, chưa tự sinh hoạt được. Về vụ việc này, luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp thành phố Hà Nội cho biết, cyanua là chất độc mạnh, nếu nhiễm độc cấp tính với liều lượng từ 50 đến 150 mg, bệnh nhân sẽ tử vong sau vài giây hoặc vài phút khi bị nhiễm. Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, chất độc này khi vào cơ thể sẽ hấp thụ vào máu nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, thần kinh, hô hấp. Những người bị nhiễm chất độc cyanua khó có thể bảo toàn tính mạng. Đây là loại hóa chất kinh doanh có điều kiện, có sự quản lý nghiêm ngặt của cơ quan nhà nước. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai vừa qua cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích. Theo lời khai ban đầu, tháng 6 năm 2024, Bích và chị dâu đã xảy ra mâu thuẫn về việc sửa nhà. Tức tối trong lòng, Bích nảy sinh ý định dùng cyanua đầu độc cháu ruột NHBT 18 tuổi, con của chị dâu. Đến ngày 22 tháng 6, thấy mặt cháu T nhiều mụn, nên Bích nói sẽ mua cho thuốc trị khỏi, mua thuốc dạng con nhộng ở tiệm thuốc Tây về. Bích nhét cianua vào trong thuốc con nhộng rồi đưa cho cháu uống. Uống xong, Tê rơi vào hôn mê, mất chi giác và được người thân đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Đến cuối tháng 6 năm 2024, khi có kết quả xét nghiệm cháu Tê bị ngộ độc cianua, người thân đã làm đơn trình báo công an. Luật sư Đặng Văn Cường cũng cho biết cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân các nạn nhân tử vong có phải do cianua không. Đồng thời tiếp tục thu thập các chứng cứ để chứng minh nghi phạm là người sử dụng chất độc để sát hại các nạn nhân làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Với diễn biến sự việc trên, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm về tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Tại khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự có khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, trường hợp bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ hoặc động cơ đê hèn giết từ hai người trở lên. Luật sư Đỗ Hải Bắc, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai có nhiều tình tiết tăng nặng như nghi vấn nghi phạm sát hại cha mình bằng cyanua. Nếu trường hợp nạn nhân trên 70 tuổi, tình tiết sẽ tăng nặng. Không chỉ vậy, động cơ sát hại nhiều người trong thời gian dài của nghi phạm cũng được xem là tình tiết tăng nặng. Sáng mùng 10 tháng 7, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam, sau nhiều ngày truy tìm. Sáng là một trong ba nghi phạm liên quan vụ cô gái trẻ bị bắn thiệt mạng sau tiệc sinh nhật ở Long Biên. Công an Hà Nội thông tin, sau 7 ngày đêm kiên trì truy vết theo dấu nghi phạm, đến khoảng 0 giờ ngày 10 tháng 7, các lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Long An, công an huyện Đức Huệ và đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An bắt giữ nghi phạm Đinh Xuân Sáng khi đang trên đường lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam Campuchia. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 7, TQH sinh năm 2002, trú tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội, cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ ngày mùng 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, cũng đến đây chơi và có lời nói gây mâu thuẫn với một người trong nhóm của chị Hát. Về đến nhà, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức, rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, rủ nhau lên xe ô tô mang theo súng bắn đạn bi, quay lại quận Long Biên để đánh nhóm của chị Hát. Khi gặp nhóm chị Hát, Sáng bảo dừng lại nói chuyện, nhưng nhóm chị Hát bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo, đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị Hát. Sau đó, Sáng dùng súng bắn về phía nhóm của chị Hát. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Chị Hát trúng đạn, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị trong công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến tối mùng 5 tháng 7, Nguyễn Xuân Đạt ra đầu thú cơ quan chức năng. Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Dương Đình Luyện, sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, kẻ sát hại hai mẹ con ở phường Văn An đã được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu của Dương Đình Luyện, hắn ra tay sát hại chị TTNA sinh năm 1993 và bà H, mẹ của chị NA, cùng chú tại thành phố Chí Linh do bị nói xấu trên mạng xã hội. Luyện và chị A từng có thời gian chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2014 và có một con chung. Sau đó hai người chia tay, chị A về sống với mẹ đẻ tại phường Văn An năm 2021, Luyện kết hôn với người phụ nữ khác. Trước thời điểm gây án, giữa Luyện và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn liên quan tới việc chị A nói xấu Luyện trên mạng xã hội. Sáng ngày 23 tháng 6, Luyện tìm đến nhà gặp chị A nhưng lúc này chỉ có bà Hát ở nhà. Khoảng 14 giờ cùng ngày, chị A đang làm tại quán spa ở phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh thì nhận được cuộc gọi của bà Hát báo Luyện đang ở nhà, yêu cầu chị A về nhà để nói chuyện sau đó chị A về nhà gặp Luyện. Tại nhà, Luyện đã dùng hung khí đâm chị A, bà hát vào căn ngăn cũng bị hắn đâm liên tiếp vào người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng mẹ con chị A không qua khỏi. Sau khi gây án, Dương Đình Luyện vội rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Chi Linh cùng với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra xác minh Đồng thời truy bắt nghi phạm Dương Đình Luyện. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 4 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Đình Luyện về hành vi giết người. Trong nửa tháng lẩn trốn, Luyện đã di chuyển đến nhiều tỉnh thành phố như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 8 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ luyện khi hắn đang lẩn trốn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 9 tháng 7, tại trại giam B34, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an và Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An con trai ông Lê Tùng Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nơi tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai. Trước đó, cơ quan này tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về việc những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hoa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm. Sau quá trình xác minh điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khẳng định đã có đủ chứng cứ xác định Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, về chi tiết của hành vi lừa đảo, Công an tỉnh Long An chưa công bố. Theo đó, gần 10 năm trước, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên và ông Lê Tùng Vân đã đưa nhiều tượng Phật và đồ cúng vào nhà bà Cúc, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp, rừng là tịnh thất bồng lai, sau đó đổi thành thiền am bên bờ vũ trụ. Năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Long An tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo về việc những người sinh sống tại nơi gọi là tịnh thất bồng lai có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì nhiều lý do, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người này phải tạm dừng điều tra. Tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Nhân Nguyên và các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 đến 5 năm tù. Giữa tháng 4 năm 2024, ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị khởi tố cho tại ngoại để điều tra về hành vi loạn luân. Đầu tháng 7 năm 2024, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý vụ việc.